Xin chào các bác đam mê, lại lên sóng phục vụ với các bác rất nhiều những cái sản phẩm hay tốt đến từ nhà chóp các bác nhé. Toàn bộ những cái dòng dây ở đây đều là chóp chuẩn xịn hết, yên tâm chơi và trải nghiệm. Và mọi thông tin vui lòng liên hệ hoặc kết bạn qua Zalo số điện thoại 086-688-0998 để được em tư vấn hỗ trợ và phục vụ. Rất nhiều những cái sản phẩm hay tốt được đón chờ, bởi vậy vui lòng ấn đăng ký kênh, nhấn chuông và nhấn theo dõi để theo dõi được nhiều những cái clip hay hơn ở trong hàng ngày các bác nhé. Hôm nay em xin phép giới thiệu với các bác một cặp dây loa đã giới thiệu quá nhiều rồi và đáp ứng được rất nhiều những cái nhu cầu chơi của các bác đam mê, và cũng như những cái dòng dây tín hiệu và dòng ở đây cụ thể là dòng Cobra 2 đến từ nhà chóp. Phải nói rằng là cái combo dây loa và dây tín hiệu này bao gồm cả dây tín hiệu RCA này, dây tín hiệu D5 dùng cho các bác chơi những cái thiết bị mà có cái cổng cắm 5 chân vẫn có thể sử dụng và trải nghiệm được chất của dòng The Chop Company Cobra. Các bác có thể thấy một trong những cái dòng dây rất là tốt, và em Hồng Anh xin khẳng định là với cái kinh nghiệm đã tiếp xúc, phục vụ, trải nghiệm với rất nhiều những bác chơi audio ở trên toàn quốc Việt Nam thì có thể khẳng định rằng đây là một cặp dây, một bộ dây có thể đáp ứng được mọi những cái yêu cầu khó tính nhất. Thứ nhất là dòng dây đến từ Chóp là thương hiệu rất là lớn rồi, tên tuổi, và đã khẳng được định được cái chất lượng với tất cả mọi người yêu âm thanh. Nhắc đến Chóp là đã thấy cao cấp, đắt tiền và xịn sò rồi. Tiếp theo nữa thì đây là những cái cặp dây đem lại cái khả năng kiểm soát trung tính và hài hòa nhất có thể. Và các bác đừng nghĩ rằng là các bác chơi những cái bộ dàn rất đắt tiền, có thể lên đến vài trăm triệu, thì những cái dòng dây cỏ này không xứng đáng chơi, thì các bác hoàn toàn nhầm nhé. Mặc dù là dây không nhiều tiền, nhưng xin khẳng định rằng là chơi trên những cái hệ thống cao cấp vẫn không hề bị hèn. Nói chung rằng là thỏa mãn được những cái yếu tố từ việc kiểm soát này, từ việc rằng là âm hình sân khấu này, mọi thứ rõ ràng hơn, hài hòa hơn. Còn tất nhiên rằng là nếu các bác có nhiều tiền hơn, chơi được những cái dòng dây một vài chục triệu thì điều đó là điều hết sức tốt các bác ạ. Còn tất nhiên rằng là đừng nghĩ rằng là những cái dòng dây cổ ít tiền thì sẽ không hay, cái này là không đúng nhá. Nói chung rằng là ở đây thì cặp dây loa và dây tín hiệu nó khá là tương thích và hỗ trợ nhau, bù trừ cho nhau, giúp cho hệ thống của các bác cân bằng hơn, hay hơn. Cặp dây loa đến từ thương hiệu The Chop Company bản Romeo 2, em Hồng Anh đã chia sẻ nhiều với các bác chơi rồi. Một cặp dây cổ rất là đẹp và có cái độ dài là 2,4m cho một vế. Dây dài 2,4m cho một vế. Đó. Đây nó đang bị lộn ngược chữ, The Chop Company UK Romeo 2. Dài 2,4m. Với cái lõi dây là lõi được mạ bạc thật. Em cũng vẫn sưu tầm lại một cái đoạn dây để các bác có thể hình dung được. Bác nào chưa xem thì có thể xem được lõi dây của nó nhé. Đây đây là lõi dây của dòng dây The Chop Company Romeo 2, lõi được mạ bạc thật các bác nhé. Chất lượng lõi thì vô cùng tốt rồi. Và cái dòng dây này cho cái khả năng kiểm soát hiệu quả, nhất là những bác nào cần tìm cái sự sạch sẽ. Em Hồng Anh hay nói rằng là đây là một trong những cái giải pháp an toàn nhất ở trong cuộc chơi. Bởi vì rằng là nếu mà các bác không biết phải chơi dây gì, không biết dây nào mới thật sự đủ tốt và hợp lý cho hệ thống của mình, thì đây là một sự lựa chọn tốt. Nếu mà cái giải trầm nó đã đủ rồi, hoặc là giải trầm nó đang hơi ồn, hoặc là mọi thứ nó không được gọn gàng, lời ca sĩ nghe cảm giác nó chưa thoát, những cái nốt nhạc cảm giác nó vẫn đang bị mờ, sân khấu nó không tập trung, nó không rõ ràng, nó không cụ thể được rằng là ca sĩ đứng đằng trước và nhạc cụ ở phía sau, thì cặp dây này nó sẽ làm hài hòa lại tất cả những cái điều đấy. Với 8 cái đầu bắp chuối là bắp chuối của quét, đầu bắp chuối này thì vô cùng bền, bởi vì rằng là cái phần phồng da này là cái phần kim loại cực kỳ cứng. Cũng như rằng là độ đàn hồi tốt, xin lỗi em nói từ cứng là không đúng, mà cực kỳ dày.
nó rất là dày, bởi vậy rằng là độ bền nó sẽ rất là cao nhé. Trong trường hợp mà dùng lâu năm rồi chả may nó có xẹp xuống thì chỉ cần cho cái đầu tô vít bé hơi bậy nó ra một tí thì là nó sẽ lại phồng lại như ban đầu và lại sẽ dùng bền hàng nhiều nhiều năm mà không việc gì. Bộ bắp chuối đã qua sử dụng gồm 8 cái đến từ nhà Quét, cũng là bắp chuối anh xịn các bác nhé. Và cặp dây loa đang được em chia sẻ các bác chơi với mức giá là 3.900.000, một mức giá cũng đã cân đối hợp lý và độ dài cũng rất là thoải mái ở trong cuộc chơi rồi. Nếu mà các bác muốn chơi và muốn trải nghiệm cho hệ thống của mình thì vui lòng liên hệ với em Hồng Anh sớm nhé. Nhiều bác đang chơi AR mà đang đánh âm ly đen thì đây cũng là một trong những cái sự lựa chọn rất là tốt với những cái đôi loa cổ. Âm thanh sẽ hay hơn rất là nhiều các bác ạ. Thật sự rằng là mức đầu tư cho dây loa nó cũng không khác gì so với lại đầu tư cho đầu CD hay là cho âm ly hay là cho loa cả. Các bác phải chơi đồ xịn rồi các bác mới thấy rằng là tại sao lại không chơi sớm hơn. Tại vì rằng là nó đem lại cái sự khác biệt, kể cả em xin khẳng định với người chơi mới chơi hay kể cả các bác bảo vợ các bác vào nghe thử xem nó có khác không. Đôi khi cái người mới chơi người ta cũng đã nhận ra được cái sự khác biệt rồi. Bởi vậy rằng là dù đầu tư nhiều tiền hay ít tiền nhưng mà cái việc chơi dây xịn nó rất là quan trọng nhá, cho hệ thống. Tiếp theo nữa, ở đây có 3 cái sự lựa chọn với dây tín hiệu đến từ dòng dây The Chalk Company Cobra. Dòng dây này là một dòng dây mà em Hồng Anh đánh giá rất cao. Chalk rất hay ở chỗ rằng là mỗi một dòng dây của Chalk, một đời của Chalk lại cho ra một màu sắc khác nhau, không giống nhau nhé. Mỗi một đời dây cho ra một màu sắc khác nhau. Và cái này nó chỉ nhận ra được khi mà các bác trải nghiệm đủ nhiều. Em Hồng Anh may mắn vì đã được sở hữu gần như hầu hết tất cả những cái đời dây cổ của dòng dây Chalk. Bởi vậy rằng là cũng có nhiều những cái đánh giá cụ thể nhất về những từng dòng có lợi thế gì, ưu điểm là gì, thế mạnh là gì. Với thế mạnh của dòng dây này thì là hệ thống chơi cực kỳ nhiều nhạc cụ, có thể lên đến hàng chục nhạc cụ khác nhau, nhưng mà các bác có thể nhận diện ra được mọi loại nhạc cụ rõ ràng, không bị rối, không bị lẫn, không bị mờ. Khả năng kiểm soát của cái dòng dây này là cực kỳ tốt và nó tốt hơn rất nhiều so với lại những cái đời khác của hãng. Và đây là một cái lợi thế rất là mạnh. Nhất là bác nào mà đang chơi nhạc gia hay là hệ thống chơi nhạc giao hưởng, chơi những cái hệ thống mà đòi hỏi cái âm thanh nó dày dặn lên cũng như rằng là vững hơn, thì đây là một đời dây đáng để chơi và trải nghiệm. Cũng xin cam kết là dây chuẩn xịn thật, bảo hành xịn trọn đời với tất cả các bác yêu thích và đam mê. Cuộc chơi các bác chỉ cần quan tâm đến việc là nó có phù hợp với ngân sách hay không thôi. Còn tất cả các điều khác đã được em Hồng Anh lo rồi. Bởi vậy là cứ yên tâm chơi nhá. Ở đây là một cặp dây DIN 5 ra 2 RCA. Một cặp dây DIN 5 ra 2 RCA của The Chalk Company. Và cặp dây này mà còn được chữ như thế này thì cực kỳ hiếm. Bởi vì là dòng dây này rất dễ bay chữ, rất dễ mở chữ. Độ mới của dây là rất mới rồi. Dây cổ dài 1 mét các bác nhé. The Chalk Company, cặp dây rất là đẹp. Một cặp dây tín hiệu dài 70 phân với cái đầu jack là đầu jack anh và đầu jack nhỏ, cho phép cắm rút cả ở trên thiết bị cổ. Đầu jack này nhỏ hơn so với lại cái đầu jack này các bác nhé, mà không sợ bị kích và giá thành nó cũng sẽ êm ái hợp lý hơn. Dòng dây này là cái cấu tạo là vỏ cao su, bởi vậy là độ đàn hồi rất là tốt và cho phép trả lại vị trí ban đầu. Ngoài ra nếu mà các bác cần chơi đầu XRR, đầu ba lăng thì cũng hoàn toàn dễ dàng bởi vì dây có cấu tạo đa lõi các bác nhé. Đầu jack cũng là đầu jack xịn, chất lượng, đã đáng giá tiền triệu rồi các bác ạ. Và đây là cặp dây có cái độ dài 1 mét, vô cùng đẹp. Em Hồng Anh phải nói là dây vô cùng đẹp. Em cầm lên để cho tất cả các bác có thể ngắm nhìn được cặp dây này. Hoàn hảo, phải nói là hoàn hảo. May mắn có thể mua được những cái dòng dây cổ còn đẹp và chất lượng như thế này. Dây mềm lắm các bác nhé. Cắm rút cũng rất là thích, rất là sướng. Và đảm bảo rằng là hệ thống từ bình dân đến cao cấp đều cảm thấy hài lòng với cái cặp dây này. Xin khẳng định với kinh nghiệm và trải nghiệm của em.
Tất cả những cái gì em tư vấn thì đều là hiệu quả và có lợi cho các bác, chứ không có chuyện rằng là em Hồng Anh tư vấn linh tinh đâu. Cái gì em bảo không phù hợp em sẽ nói thẳng luôn. Và với nhiều những cái cuộc điện thoại tiếp xúc hàng ngày thì em cũng sẽ có những cái kinh nghiệm ở trong cuộc chơi. Và em biết các bác đang vướng phải điều gì, đang gặp khó khăn trong cuộc chơi ở chỗ nào, và cùng nhau tìm những cái giải pháp để đem lại hiệu quả cao nhất. Em xin báo giá thì cái cặp dây tín hiệu dài 1 mét này đang có mức giá là 3,6 triệu, nhưng em đang để fix là chuẩn 3,5 triệu các bác nhé. Cặp dây dài 70 phân này đang có mức giá là 2,6 triệu. 2,6 triệu. Cặp dây sợi dây đi 5 này thì đang có mức giá là 3 triệu. Thật ra trước đây nó có mức giá là 3,2 triệu, nhưng mà sản phẩm này cũng hợp lý hơn một chút, nên là chia sẻ các bác chơi với mức giá là 3 triệu thôi. Nói chung là rất phù hợp để trong cuộc chơi rồi. Mọi thứ chuẩn chỉ. Và mọi thông tin thì có gì cứ liên hệ với em Hồng Anh nhé, 086-688-0998. Mặc dù clip hơi dài nhưng mà cũng cố gắng là nói chi tiết và cụ thể nhất để các bác bỏ tiền thật, giá trị thật, đem lại cái sản phẩm ưng ý và hiệu quả trong cuộc chơi. Xin cam kết là sản phẩm của em Hồng Anh đem đến là chuẩn sự thật, bảo hành xịn trọn đời. Xin chào và hẹn gặp lại trong những cái sản phẩm sau. Xin chào các bác.